Đoàn Vy Hương xin kính chào khán giả của Hát. Hôm nay là thứ tư, tháng 2, ngày 14. Giờ này thì tối rồi, nhưng mà ngay tại Mỹ đó là vừa cái ngày lễ tình nhân, ngày Valentine, và cũng là ngày lễ cho. Thì Hương không biết là bên Việt Nam mình có ăn lễ tình nhân hay không. Nhưng mà nó khó khăn một cái là mình, nếu mà mình đi ăn lễ, không phải mình đi ăn chay hoặc mình kiêng thịt. Cho nên thôi thì mình hẹn qua ngày mai mình đi ăn lễ tình nhân với nhau. Còn hôm nay thì mình giữ chọn cái ngày thứ tư lễ cho. Nhớ là lễ cho thì mình phải ăn chay hẳn mình, đúng không quý vị? Và chắc chắn trong những ngày tới đây thì chúng ta sẽ có suốt là những chương trình thánh ca. Vậy thì nếu mà lễ cho và lễ tình nhân nó rơi vào trùng cùng một cái ngày, không phải là lúc nào, năm nào cũng có đâu. Năm nay là một điều rất là đặc biệt đó, để cho chúng cũng vẫn còn trong những ngày Tết mà bánh mứt rồi bánh chưng là thịt thì còn nhiều lắm, nhưng mà chúng ta nhớ giữ chọn một ngày thứ tư. Và mấy ngày qua quý vị ăn Tết có vui không? Hương tin chắc là các anh chị em ở các tỉnh bang xa thì không có cái Tết như ở Cali. Tuy nhiên thì cũng chúc cho quý vị một năm mới 2024, một cái năm thật là vui, mạnh khỏe và có nhiều điều tốt lành đến với quý vị nha. Và ngay tại California này thì nhiều những cái sinh hoạt xảy ra trong những ngày Tết. Ví dụ như là đốt pháo, múa lân, những cái sinh hoạt, những cái trang trí của ngày Tết. Và trong cái chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ thấy một cái điều mà lần đầu tiên Hương làm, đó là lên thăm về bên mẹ vào mùa xuân. Thì mẹ là mẹ Maria, thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh mà trên đức mẹ phải nói là rất là mùa xuân. Mọi người từ không phải ở California, từ các nơi từ bang xa về để ghé thăm mẹ ở Long Beach. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì câu chuyện về những người ăn Tết xa nhà, quý vị sẽ nghe những bài hát cũng như là cái tâm sự mà khi ăn Tết ở hải ngoại mà người nhà của mình vẫn còn ở Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đón xem chương trình ngày hôm nay. Và Hương biết là những ngày đầu năm thì chúng ta cần những cái gì đó vui tươi, nhộn nhịp. Tuy nhiên thì Hương nghĩ là quý vị cũng sẽ cùng với Hương cũng như các em chị em trong chương trình ngày hôm nay của Hát cũng sẽ chia sẻ những cái cùng nhau chia sẻ cái tâm trạng của những người ăn Tết xa quê. Một không khí Tết tràn đầy trên sân khấu của Hát Cho Yêu Đời. Ngày hôm nay một màu đỏ rực, thì chắc chắn là năm nay khán giả fan của chương trình Hát Cho Yêu Đời, Hát Là Cầu Nguyện sẽ có một cái năm thật là vui hơn. Thì Hương chúc cho tất cả mọi người vui nè, bình yên. Dạ Hương. Dạ, Hương thì Hương chúc cho mọi người lúc nào cũng luôn luôn hạnh phúc và vạn sự như ý. Rồi, mọi người là thứ nhất nè, vừa có sức khỏe nè, rồi vừa hạnh phúc nữa thì còn thiếu gì, thiếu tiền. Thủy Vân chúc cho quý vị tiền đầy túi. Ai cũng chúc rồi, sức khỏe rồi tiền bạc. Thì Hoài An chúc cho quý vị nhà nào mà có con gái thì là năm nay có tin vui. Mà bạn ai mà chưa gái có lấy chồng sớm. Ai mà chưa có lấy chồng lấy vợ thì là năm nay cũng có tin vui luôn. Thì với cái lời chúc của Hoài An thì mong rằng năm nay Hoài An sẽ có tin vui. Tin vui nói có tin vui, nhưng mà phải là tin vui gì chứ, nói có tin vui là người ta hiểu à, đúng rồi. Ai hiểu sao thì hiểu, người ta tưởng có baby. Ủa cũng có thể vậy. Vâng, bốn anh chị em chúng tôi xin chào quý vị. Bài hát đầu tiên gửi đến đi, thôi mình hát ngay đi, từ vì Tết mà không có nói nhiều nha. Thì Xuân và Tuổi Trẻ là một bài hát được chọn để hát đầu cho đêm hôm nay. Tại sao chọn Xuân và Tuổi Trẻ? Từ vì mong cho mọi người ai cũng trẻ giống như những người này. Và bài hát Xuân và Tuổi Trẻ thì Mỹ Vân mời tất cả quý vị cùng đến với tiếng đàn của Gia Hân và tiếng hát của người đang cầm micro nói. Sáng tác của nhạc sĩ La Hối mà thơ là của Thế Lữ. Ngày tháng
bên đời xuân mới, lòng đã say bao nguồn vui sớm. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng ngày thơm tươi bên đời xuân mới, lòng đau say bao nguồn vui sớm. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa. Xuân thắm tươi em tung bay cao tiết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thôn thức tình mê đắm, ta che vui đời xuân thắm tươi. Xuân thắm tươi em tung bay cao tiết trời, vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo. Đừng để lòng thôn thức tình mê đắm, ta che vui đời xuân tươi. Vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Hát vang hòa lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Xuân tưng bừng. Trời vui sướng đi cao tiếng ca mừng vui reo, đừng để lòng thôn thức tình mê đắm. Ta che vui đời xuân tươi. Vui sướng đi cho đời tươi sáng, vui sướng đi cho lòng thêm tươi. Ta hát ca đón mừng xuân mới, ta hát ca cho lòng thêm hăng hái. Hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Hát vang hòa lòng thêm hăng hái, hát vang lên đời ta thắm tươi, tiết xuân huy hoàng muôn sắc hoa, tiết xuân êm đềm muôn tiếng ca. Xuân tưng bừng. Có thấy tưng bừng không? Lý do là mình acoustic. Cho nên là tưng bừng chút xíu thôi chị. Khi mà nói Bẻ và Hưng hát nhạc xuân, Bé Hưng nói là trời ơi, nhạc xuân khó hơn nhạc tình. Cho nên giờ Hưng quyết định là kết hợp hai thứ tình với xuân lại với nhau. Hay quá, quá đúng rồi. Bây giờ Hưng đi, Hưng nói trước khi Hưng hát. Hôm nay chị Hưng không có nói nhiều, từ biệt sao không? Tết đó mà nói nhiều là nguyên cả năm phải nói hết thôi. Hôm nay Tết để cho Gia Hân thể hiện. Đúng rồi. Cả năm nó có thể hiện gì đâu. À, thực ra đây là cái bài mà em rất là thích. Mà cái lý do em thích cái bài này nó đơn giản lắm. Tại vì trong cái bài này nó có nhắc một tới một cái chữ. Không phải. Là chữ Kali. Kali buồn lắm. Thì khi mà em nghe cái chữ Kali này là em có cảm tình với bài này liền. Em hát bài này lâu lắm rồi, nhưng mà tự nhiên hôm nay cái chị Hương kêu em hát nhạc xuân, em không biết hát bài nào hết, tự nhiên vô tình nhớ lại cái bài mà ngày xưa mình đã từng rất là thích. Nói ngày xưa nhưng mà thật ra là năm ngoái.
Vậy thì để nói với thống đốc của tiểu bang California phải tặng cái bằng cho một người yêu tiểu bang, yêu California đến thế. Bây giờ mời Gia Hưng hát Tình Xuân. Sáng tác này, bài hát này được sáng tác bởi Lê Đức Long và Gia Hưng ơi. Dạ. Tình Xuân thật hay nhá. Nhiều người đang chờ đó. Chiều nay mây có về bên ấy đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay. Ôi đẹp đẹp làm sao, tay em mang cây dù bông bông bay bay ở trên đầu, tóc đầu mi xinh quá là xinh, em hé môi thêm lúng đồng tiền. À tình tình làm sao, tình làm sao lúc đầu tiên đâu. Thật ra khi mà lần đầu tiên chị nghe bài hát này, bài hát hay quá chưa? Bài hát dễ thương mà chứ người hát cũng dễ thương không? Dễ thương. Yeah. Nhưng mà vậy khi nghe bài hát này lần đầu tiên mình nghe cái mình chăm chú mình nghe cái lời thì thấy cái con đường nào, con đường Phước Lộc Thọ muốn xa đúng có, không có hoa mai mà
Không, em... hồi mà giả đâu phải là cái tay chồng đâu. Nhưng mà anh chàng tác giả này có lẽ là ngồi núp ở đâu đó sau phút đọc thọ để nhìn một người cô gái đi đang với mẹ. Đang ngồi quán cà phê nào đấy. Quán cà phê. Có cầm cây dù. Portugal nào đó. Có khi quán phở. Xung quanh đâu có mấy quán phở mà. không biết làm sao, nhưng mà khi mình nghe cái mình cứ tưởng tượng là mấy ngày Tết trên đường đường bôn xa cái là dẫn nhau đi dạ kìa, vậy là hôm đấy chắc em là người em là người trong cái đâu bài hát này có đúng đâu không? Làm sao em trong bài hát này được. Không có giống như là đúng với tâm trạng của mình. Dạ thì thực ra là ví dụ những cái bài mà xuân á ở đó giờ em nghe là mình chỉ liên tưởng về Sài Gòn thôi, thì đây là cái bài đầu tiên mà em liên tưởng về Cali. Và bây giờ một bài hát này thì tất cả mọi người đều biết, một những bài nhạc xuân mà trước năm 1975 luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta những cái mùa xuân trước đây. Các em này thì còn nhỏ lắm, Hương thì 75 thì cũng không lớn mà cũng không nhỏ, cũng bé bé, nhưng mà dù gì ít nhất cũng nhớ những cái bài hát mà của mùa xuân. Mỗi năm mà tới mùng 1 và 2 mùng 3 là trong nhà có cái máy archive là ba cứ mở nhạc to lên để nghe, thế là thuộc luôn. Chị không ngờ Mỹ Vân chọn bài này, Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Bài này hay lắm. Dạ, cũng là lần đầu tiên em hát luôn. Lần đầu tiên hát. Lần đầu tiên em đàn luôn. À, còn Hoài An? Lần đầu tiên em nghe. Okay. Và bây giờ Mỹ Vân xin gửi đến tất cả quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh, bài hát mang tên Mùa Xuân Đầu Tiên, với tiếng đàn của em Holiday Gia Hân. Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đây, anh trở về thăm em. Bao lần ngồi thâu đêm, nghe mùa xuân vừa đến. Anh ơi hoa thắm say ngập đường, trời nắng sẽ vương vương. Lòng nhớ tới anh luôn, khi chiều tà chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn, trên sườn đồi thông xanh sương phủ đầy vai anh. Cánh tàn chắc mơ anh long lanh sao rớt vương đầy trời. Dòng thác trăng bao la chờ sáng đến chiêm ca, cho đường dài cũng không xa. Say sưa như bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hè, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy. Đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấp rượu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền, để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn, cho người em thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui chuồng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Đem yêu thương đến với hận thù, để xóa hết hôm nay. Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ. Thank you.
xưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ. Mùa xuân ơi biết tôi yêu đời, mùa xuân ơi nói sao nên lời. Anh ơi anh dù nhớ vơi đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, em đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhấm rượu hồng với đi, hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý. Xin yêu thương đến đôi bàn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người em thôi dần hơn. Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cả thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây. Xin yêu thương đến với hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ. Tràng pháo tay cho chị Hoàng Mỹ Vân. Hương tin chắc một tràng pháo Tết cho chị Hoàng Mỹ Vân. Và nếu ai có lì xì thì cũng lì gửi cho chị Hoàng Mỹ Vân luôn. Chị hát quá hay. Vân biết không, chị nghĩ là trong cái chương trình tối hôm nay chắc chắn là có những người lớn tuổi trước đây đó sẽ yêu bài này lắm. Mỗi ca khúc ra đời trong mỗi cái thời kỳ, một cái giai đoạn, thì cái bài này thì trước đây là những cho những người mà phương xa, những người đi lính hậu phương và tiền tuyến, thì mong rằng các cô, các bác, các chú mà cái thời đó nghe bài này để gợi nhớ lại. Như Hương nói thì mỗi bài hát nó có ra đời trong mỗi hoàn cảnh. Thì hát những bài hát xưa trước 75 thì luôn luôn là gợi đến cho quý vị một cái những cái kỷ niệm, phải không? Những kỷ niệm vui, những kỷ niệm buồn. Những bài hát mới cũng vậy, một tác phẩm mới mà cho những người xa xứ. Ví dụ đây, như Hương thì Hương may mắn là Hương ở, Hương qua đây với nguyên cả gia đình và như gần như là bạn bè, bà con, dòng họ là qua đây rất là nhiều. Ở Việt Nam còn lại rất là ít. Không biết cho Hương như thế nào. Mỹ Vân thì Hương biết gia đình còn ở bên Việt Nam. Và cái người ngồi bên kia là một người rất là cô đơn độc mã ở đây. Cô đơn. Một thân một mình. Không những xa mà rất xa. Xa lắm, xa vời vời. Hoài An ở đây mà ngày hôm kia chị nghe Hoài An nói một câu mà cảm thấy chạnh lòng. Chị ơi làm gì có Tết, hỏi em ơi có ăn Tết không, lên nhà chị gói bánh gì đi. Em mọi năm Tết làm gì có Tết chị Hương, Tết cũng như không Tết thôi, một mình thì cũng chẳng đón Tết, lái xe đi vòng vòng. Nghe cái đó thì xúc động lắm. Thế nên năm nay em sẽ ăn Tết với lại các chị em đây. Các chị em hát cho yêu đời, hát là cầu nguyện. Bây giờ bài hát này là hơn ai, người mà thể hiện bài hát này Hương nghĩ là hợp nhất là hơn ai hết là Hoài An với bài hát Xuân Xa Quê. Bài hát này thì quý vị nhớ là năm ngoái thì bé Hugo có hát, nhưng mà chắc là Hugo cũng không liên tưởng tới là xa quê thì như thế nào, từ vì Hugo còn trẻ lắm. Nhưng mà với cái tâm trạng của Hải An, một mùa xuân ở xa quê năm này bao nhiêu năm rồi em? Bao nhiêu năm em xa quê? 11 năm gì đấy. 11 năm xa quê mà lại là cô đơn một mình. Ngày hôm nay hát hai bài xuân mà hai bài đều buồn. Dạ. Bài Xuân Xa Quê thì hôm nay thì sẽ cố gắng để hát, tại vì Hoài An năm nào mà, nhưng mọi năm trước đã không có đi hát, nhưng mà những cái lúc mà sang qua đây rồi mà đi hát, mà hát dịp Tết xuân như này là lên sân khấu lúc nào cũng đâu có hát được đâu, nấc không à. Chỉ có nấc không. Chút xíu đừng nấc nha. Dạ, hôm nay sẽ cố gắng để hát cái bài này một cách chót lọt. Bài này là bài Xuân Xa Quê.
một sáng tác của chị Đoàn Vi Hương, thưa quý vị. Và cũng không biết nói gì thêm, muốn nói nhiều lắm nhưng mà nói nữa sợ chút xíu là khóc đúng không? Nói chị... nữa sợ bị vỡ đó. Dạ, yeah. Em là... cũng tưởng tượng được, tại Hoài An nói là tự nhiên muốn khóc rồi. Hoài An nói là những cái xuân trước đây á, thì Hoài An cũng một mình lang thang trên phố, và Mỹ Vân nghĩ là cái nhạc phẩm mà Xuân Xa Quê đúng là chị Đoàn Vi Hương sáng tác riêng cho Hoài An đó. Cái hình ảnh lang thang hả? Dạ. Không, bài hát này mong rằng gia đình của Hoài An bên Việt Nam nghe được thì cảm thấy là năm nay cái bài hát thì đúng là lang thang trên đường phố, nhưng mà năm nay Hoài An sẽ không lang thang. Chút xíu nào Hoài An cũng ăn lại ở đây. Vâng, và bây giờ mời quý vị nghe Xuân Xa Quê với tiếng hát của Hoài An đúng tâm trạng. Với đúng tâm trạng của Hà, okay. Mời em. Bao nhiêu ngày xa cách, con không biết bên nhà
mẹ buồn mãi chờ mong. Mùa xuân chờ ngóng trông, mẹ ơi đừng khóc mong, lòng con như pháo đốt sớm ngọn ngàn. Ngày xuân mắt lệ nhòa, vui thương cha chờ đợi, đêm sao thừa nhìn mai nở thân thơ ước ao. Thời gian lặng lẽ trôi, mùa xuân buồn lắm thôi, lòng con như sao sao rơi tạ tơi. Ngày xuân ơi mắt lệ nhòa, mùa xuân cha chờ đợi, đêm giao thừa nhìn mai nở thẫn thờ ước ao. Bài hát bài hát khá là dễ nhưng mà sao bây giờ khó thì vậy? Khó quá ha. Xin lỗi Hoài An vì chị đã gửi cho Hoài An bài này, chị nghĩ là đúng tâm sự của em, nhưng mà vì cái vấn đề đúng tâm sự cho nên là đã làm cho Hoài An xúc động. Đúng là cái hình ảnh trong bài hát là nó thật, rất là thật với Hoài An, là bên quê nhà cả gia đình, bố mẹ và những người thân đang nhớ đến Hoài An cũng như là thương nhớ, nhưng mà không biết như thế nào, không biết bao giờ mới gặp lại. Chị rất mong là sẽ sớm có ngày đó. Bây giờ phải dẫn chị Hương đi ha. Chị Hương làm cho Mỹ Vân và Hoài An là những người mà, nhưng mà năm nay không có cô đơn, hai người sẽ có cái gia đình hát là cầu nguyện, cho nên là Hoài An không có buồn, không có được buồn. Có tất cả khán giả của hát là cầu nguyện, khán giả của hát trèo đời yêu thương lắm, cho nên mình mỗi năm á tới cái ngày Noel hay tất cả những nghi lễ khác không sao, nhưng mà tới cái Tết thì những người ở bên đây rất là buồn. Hương biết trong chương trình ngày hôm nay có nhiều người ở bên Việt Nam coi thì mới hiểu được, cho nên là cái tâm sự của những người mà xa quê mỗi năm mà Tết đến buồn lắm, buồn vô cùng. Khi mình nhìn thấy Phước Lộc cái Cali này ấy, nó cũng giống như bên Việt Nam, thấy mai rồi thấy hoa rồi thấy người ta những chợ Tết thì lòng càng lại buồn thêm. Ai vui thì vui, nhưng mà Hương biết tâm sự của những người mà có gia đình còn kẹt lại bên Việt Nam thì rất là buồn. Thôi, nhìn đáng lẽ phải để cái bài này cuối cùng, nhưng bây giờ như thế này làm sao mà hát. Xin lỗi. Chị nói, chị bây giờ chị vừa nước mắt rơi nè, rồi giọng nghẹn ngào nè, rồi vừa xấu nữa. Nhưng chị biết đó hả, chị xin lỗi thôi. Bây giờ mình phải làm gì vui? Phơi lì xì nè, lì xì, lì xì, lì xì. Bây giờ lì xì cho mọi người vui. Ok, phong về lì xì đâu rồi? Không, chút xíu mình vào, mình sẽ gói bánh tét, bánh chưng, mình sẽ mở nhạc vui. Cho nên là thôi, không khóc. Bây giờ để xóa đi cái bầu không khí này thì giờ mình phải làm một cái gì đó vui lên ta. Chắc nhờ Dolly vô là cầm chai rượu với là mấy cái rượu ra để mình cùng rượu, mình uống rượu. Cho nên để mình bỏ nó buồn. Buồn thì vẫn phải buồn vì nhớ người thân, nhưng mà điều bây giờ thôi mình hát ly rượu mừng đi, để cho bây giờ hai người kia cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Không hát bài này thì hát trong nước mắt nhưng mà vẫn vui. Không những cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương sáng tác bài này hay quá, cứ năm mỗi năm ai cũng nghe bài này để cảm thấy là cái Tết nó vui hơn. Thì chị mong rằng Hoài An cũng như Mỹ Vân khi mà nghe bài ly rượu mừng á thì thấy cái lòng mình chút xíu vào. Chị sẽ cho hai em mỗi em một ly rượu để em cảm thấy em say say thì em không còn buồn nữa. Rồi xin mời ly rượu mừng hát rồi. Trong nước mắt không, bây giờ thì không có nước mắt nữa đâu, cũng phải
cũng phải gạt qua một bên. Thực sự mà nói, bất cứ người nào mà có cứng lòng đến đâu thì là cái nỗi nhớ gia đình nó cũng là một cái thứ vũ khí mà khiến cho người ta có thể cắt tim, cắt gan, cắt ruột của những cái người đó. Mỗi cái lúc mà những dịp cuối năm, Giáng sinh hay là Tết về, cho nên là như quý vị thấy đó, cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không có thể. Lúc nãy Hoài An nói là cố gắng để hoàn thành cái bài hát đó, nhưng mà cố gắng bao nhiêu thì cũng thể nào mà vượt qua được. Hoài An biết không, và chị không muốn chương trình tối hôm nay sẽ trở thành một cái bi kịch, cho nên chị không có bỏ vào cái bài mà Tết nhớ mẹ. Hương có một cái bài Tết nhớ mẹ, là cái năm đó mẹ mất, thì cái Tết đầu tiên không có mẹ. Thì cái bài này khi mà lại sáng tác cái bài đó xong, cứ mỗi lần đàn hát lại là khóc đến nỗi là cái người mà nghe mình để hát cho mình á cũng khóc theo và hát không được. Thì Hương nhớ năm đó Hương nhờ Hoài hát cái bài đó, nhưng mà cho tôi nói thật, cho tới lúc này á, mỗi lần Hương hát cái bài đó tính hát để gửi đến tặng quý vị, những người nào không còn mẹ nhưng mà không cách chi hát nổi hết. Cho nên câu nói của Hoài An là đúng, mà khi cái người thân của mình mà mình nghĩ tới á, cắt tim, cắt ruột, cắt gan là đúng. Nó nhói lên lắm, đau lắm. Thôi bây giờ thôi, mình đừng có nhắc mình tới Tết mà đừng. Đúng rồi, mình nhắc cái chuyện đó là mình sẽ khóc okay. Nữa à, sẽ bây giờ, khóc, bây giờ ca khúc tiếp theo là ca khúc Ly Rượu Mừng. Thì trong cái tựa đề bài hát thì quý vị cũng thấy đó rồi, Mừng, Ly Rượu Mừng, Mừng Xuân. Cái ca khúc này là ở trong một cái hoàn cảnh là mặc dù là đất nước còn chính chiến, còn chiến tranh chia ly hai miền Nam Bắc đó, nhưng mà Tết vẫn không thể nào mà khỏa lấp được cái niềm vui của Tết. Và cái ly rượu mừng chính là cái ly rượu mừng trong những cái ngày Tết ở trong hoàn cảnh chiến chiến như vậy. Thưa quý vị, một nhạc phẩm của Phạm Đình Chương, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no, thoát ly đời gian lao nghèo khó. Nhấp chén đầy vơi chúc người người vui, muôn lòng sao xuyến duyên đời, rót thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đạt, chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có ba mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhỏ, chúc bà mùa sớm quê hương bước con về hoa nỗi yêu thương. Đời lính chúc mẹ hiền dứt u tình, rượu hân hoan mừng đôi bên ương, xây tổ ấm trên cành yêu đương. Nào can ly bước người nghệ sĩ, tiếng thì ta nét chấm pha tô lên đời mới. Bạn hãy vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình, hòa bình. Ngày máu xương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đợi anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do, hạnh phúc
chan hòa nhớ cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do đón thanh bình muôn người hạnh phúc chan hòa. lấy lại phong độ và niềm vui của mùa xuân. Một ly rượu vào là xong đấy quý vị. Còn một tuần nữa là Tết. Nhưng mà hôm nay thì trong cái không khí này quý vị cũng nhìn thấy Tết rồi. Cali ăn Tết sớm lắm, ăn trước một tuần và sau Tết một tuần nữa. Cho nên quý vị hãy chờ đón cái chương trình sẽ còn nhiều vở kịch. Vân nghĩ là ăn Tết Cali thì ăn Tết hoài luôn đó. Ăn một tháng sau vẫn còn Tết. Thì quý vị cứ đến Cali để thưởng thức những trái ngon nè, những cái thức ăn rất là ngon, rất là tuyệt vời, và thưởng thức cái chương trình hát để yêu đời cũng như là hát là cầu nguyện. Cho nên quý vị vẫn cứ tiếp tục viết vào để mà an ủi cho hai em bên kia. Chia buồn lắm rồi. Và bây giờ một hát xuân rất là vui tươi. Bây giờ một điều vui tươi, và cái điều này là để kết thúc chương trình luôn. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng với trong ánh mùa sáng. Gió mãi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tìm về trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mang che mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem muôn vui. Dương xuân ơi xin lặng gió yêu mây, để chim muông quay về với muôn ngày. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Này gió ơi cuốn từng lá rơi, này đắng ấy trêu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát yêu dạt dâng chơi vơi, dìu hồn ta say trong biển khơi. Lắng chương la 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 la. Nắng về trong ánh mùa sáng, gió mãi mơn man trên đóa môi hồng, người em yêu tìm về trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Nắng mắt nơi nơi rơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem muôn vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Đoàn Vi Hương, Hoàng Mỹ Vân, Hân Holiday và Hoài An thực sự mong là mùa xuân đem đến nguồn vui cho tất cả mọi người và cho khán giả của Hát Entertainment. Thì
chúc quý vị năm 2024 sẽ được nhiều điều tốt đẹp. Và cái quan trọng nhất là mong cho quý vị có sức khỏe. Có sức khỏe nè, đi làm vui vẻ. Và cứ mỗi hàng tuần, ngày xưa thì thứ ba nhưng mà bây giờ thì thứ tư, cứ nhớ là tối thứ tư 7 giờ rưỡi giờ California, và sáng thứ năm 10 giờ rưỡi bên Việt Nam, thì quý vị nhớ đón xem của chương trình Hát. Hát Entertainment thì gồm có là hát là cầu nguyện, rồi có là hát cho yêu đời. Và quý vị biết là khi bà nói tới mùa xuân, chúc cho mọi người có những nguồn vui, thì Hương muốn nói đến Đức Mẹ Long Beach. Quý vị thấy hình ảnh một cái mùa xuân tràn ngập ở Đức Mẹ Long Beach, là hay nói là Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach, hoặc là Đức Mẹ Con Sò ở Long Beach. Quý vị thấy hoa không? Hoa quá trời, một rừng hoa. Khi mà lên đó mình cảm thấy là đứng trước Đức Mẹ là đã cảm thấy an lành, mà còn nhìn hoa nữa cho mình thấy là thực sự đúng là mùa xuân quanh mẹ, về bên mẹ. Hoa đủ màu đủ sắc, nhưng mà cái màu vàng là màu vàng và màu đỏ, màu vàng rực cả luôn chung quanh mẹ. Quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh này là Hương lên đó 2 ngày, một ngày lên mấy tiếng, lên ngày mùng 3, xong lên ngày mùng 4, lên ngày mùng 3 thích quá, rồi ngày mùng 4 là ngày 13, thì hàng tháng vào ngày 13 thì ở đây có hát rồi đọc kinh cầu nguyện, mà cái số người đến tham dự thì ngày càng đông. Thì mùng 4 là rơi vào ngày 13, thì quý vị nhìn thấy hình ảnh là mọi người đến rất là đông. Thì ca sĩ mà thường xuyên hát ở đây là có ca sĩ Huy Tuấn, cũng đã từng lên hát của chúng ta rồi, và có ca sĩ Cam Thơ, gọi là bà Tám Cam Thơ đó. Thì các ca sĩ sẽ hát 1, 2, 3 bài, rồi lần hạt 50, lần hạt Măng Côi 50 kinh, và có cha ra đọc kinh cùng với chúng ta để cầu nguyện, để giống như là lần hạt Măng Côi với mẹ. Quý vị thấy cái hình ảnh thấy không? Nếu mà các bạn của hát ở từ các địa bang xa, Hương biết chắc chắn khi quý vị về Cali, quý vị cũng lên thăm mẹ Long Beach rồi. Nhưng mà với cái hình ảnh quý vị thấy vậy đó, ngày càng đông, người người càng đến với mẹ, xin mẹ, cảm ơn mẹ. Tức là Đức Mẹ rất là che chở cho chúng ta, và có một cái gì đó mà người ta cảm thấy là tin tưởng vào mẹ. Khi mà mình xin, hay khi mình được an ủi, hay là khi mình tới để cảm ơn mẹ. Có một chút xíu cái hình ảnh Hương chụp đằng sau lưng, Hương chụp hình cái sự việc xảy ra là một gia đình đem một chú này đến để đọc kinh. Thì sau khi đọc kinh xong rồi, Hương thấy những mọi người trong gia đình đứng chung quanh chú, và chú lúc đó chú quậu lên, chú nạt, chú la những người trong gia đình, là trong gia đình cứ nói chú là có cha ở đây thì xưng tội đi. Nhưng mà nghe nói là 4-5 năm trời chú không có muốn xưng tội. Thế thì Hương mới lại Hương hỏi, cũng nói chuyện với chú, rồi mọi người thuyết phục. Thì Hương có mời cha lại để cho chú xưng tội. Thì cha lại nói chuyện chút xíu thì chú không còn quậu nữa. Tự nhiên có thấy chú nói chuyện cười, xong rồi đem một cái tràng hạt lại cho chú, nói là chú ơi, chú ráng đây này, đọc kinh lần hạt đi, rồi xưng tội đi nha, ngày mai là lễ cho rồi. Thế thì chú lại cười, chú nói chuyện chú cười, và chú đứng vào xếp hàng để xưng tội. Xong rồi chú cũng cầm tay chú nói là cảm ơn cô nha. Tự nhiên lấy thấy cái lòng mình vui, là tội thì ai cũng có tội, mà nếu tội không có tội thì cũng không có tội, thì đâu có làm cái tội, đâu có tội gì nặng lắm đâu, đúng không? Mà trong khi chú thì cũng lớn tuổi, và hình như chú cũng hơi bị mất trí một chút xíu. Nhưng mà khi thấy chú cười, rồi chú đứng xếp hàng để chú chuẩn bị mà xưng tội, rồi cầm cái tràng chuỗi một cách nâng niu vậy, tự nhiên mình cảm thấy là vui. Mọi người chung quanh chú lúc đó cứ cầu nguyện, nhất là người nhà của chú cứ nói cầu nguyện đi, cầu nguyện Đức Mẹ ơi cho ông chịu xưng tội đi, chứ 5 năm rồi ông không xưng tội. Thì một cái chuyện nho nhỏ mà thấy tự nhiên mình cảm thấy rất là vui khi mà mọi người điều chạy đến với mẹ.
Nếu quý vị nào, các bạn nào trong chương trình hát, coi, hát là cầu nguyện, hát cho yêu đời, về đây mà muốn đi Long Beach hay là có bất cứ câu hỏi nào thì cứ lên Google tìm hiểu và Hương cũng sẽ sẵn sàng trả lời cho quý vị nhé. Và bây giờ thì Hương sẽ để lên cho quý vị nghe ca sĩ Cam Thơ mà trên YouTube hay gọi là bà Tám Cam Thơ đó, hát một đoạn, một bài hát về mùa xuân của nước mẹ. Thì không khí, với cái không khí ngoài trời và hát như là hát karaoke cho nên là quý vị nghe cái âm thanh nó chỉ tới thế thôi. Và một tháng vào ngày 13 thì sẽ có cái chương trình hát cũng như là đọc kinh ở Đức Mẹ Con Sò Đức Mẹ Long Beach như thế này. Quý vị coi cho biết. Xin mời quý vị. Xuân vui cho khắp nhân gian, hy vọng thấy trông cho thế trần. Mẹ là mùa xuân bao trang chứa tin yêu, chúng con luôn thành kính lên thương. Dâng mẹ ngàn lời tán dương lời ca, dâng mẹ lòng xuân kính chân thành. Mỗi người.
người gia đình chúng ta bên mẹ và trước kia buổi đọc kinh, con Cầm Thơ sẽ dâng những ý nguyện của những người ở xa không đến được, phải nhờ cô để cầu xin cùng mẹ. Mời cô Cầm Thơ. Ashley cầu cho gia đình mọi chuyện xấu đi qua đi và được đoàn tụ lại với các con. Thì Tiffany Phạm xin ơn chữa lành thì bị ung thư ruột giai đoạn 4 và đang hóa trị. Hùng Mai xin ơn chữa lành. Và một lần nữa, toàn thể anh chị em ca sĩ cũng như Hương và mọi người trong chương trình hát, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc quý vị một năm 2024 nhiều điều tốt đẹp, được bình an trong Chúa và mẹ Maria, cũng như được rất nhiều hồng ân đổ xuống. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.